Nhật Kim Anh từng đi hối lộ các quán cà phê bật nhạc của mình. Trong đời nghệ sĩ, Nhật Kim Anh tiết lộ những câu chuyện thú vị trong những ngày đầu theo đuổi đam mê ca hát. Nhật Kim Anh là khách mời trong đời nghệ sĩ, lên sóng ngày 8 tháng 10 trên VTV9. Mặc dù được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, nhưng Nhật Kim Anh dấn thân vào showbiz với vai trò ca sĩ. Trong đời nghệ sĩ, bà mẹ một con tiết lộ cô bắt đầu theo đuổi đam mê từ lúc 13, 14 tuổi. Nhật Kim Anh cho biết, những ngày đầu đi hát rất cực khổ. Không riêng gì tôi mà những ca sĩ khác cũng vậy, trừ những bạn gia đình khá giả, có điều kiện. Thời điểm đó, công nghệ không phát triển như bây giờ, ca sĩ thường được biết đến qua CD. Đi hát từ những năm 13, 14 tuổi, tôi tích góp được cho mình một số tiền để gặp nhạc sĩ mua bài hát độc quyền ra sản phẩm. Phát hành thì đơn giản, nhưng để quay MV cần phải có một số tiền lớn. Thời điểm đó có 15, 20 triệu đồng để thực hiện một MV là rất xịn, không phải như bây giờ thực hiện một MV tốn đến vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng, Nhật Kim Anh bày tỏ. Nhật Kim Anh thừa nhận hát không hay, chất giọng ở mức trung bình. Sau khi mọi công đoạn hoàn thành, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với khán giả là điều nữ ca sĩ đặc biệt quan tâm. Nhật Kim Anh tiết lộ, lúc đó, tôi bịt khẩu trang kín mít, đội nón lụp xụp và cùng trợ lý của mình đi lang thang đến tất cả các quán cà phê. Chúng tôi vào và gửi cho các anh bấm nhạc 10.000, 20.000 và nhờ họ lâu lâu bật bài hát của mình lên. Đó là lý do vì sao lúc đó mọi người hay nghe các bài hát như Thần Thoại, Xin Hãy Tin Nhau, Lâu Đài Cát ở các quán cà phê. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vô cùng trân trọng những thời điểm đó. Nhật Kim Anh tiết lộ phải tập luyện nhiều cho vai diễn trong Long Thành Cầm Giả Ca. Thừa nhận bản thân hát không quá hay, chất giọng chỉ ở mức trung bình, Nhật Kim Anh tìm cách phát triển thành một nghệ sĩ đa năng. Nhớ lại vai diễn để đời đầu tiên trong phim Long Thành Cầm Giả Ca, Nhật Kim Anh cho biết đó là điều vô cùng may mắn. Thời điểm đó, diễn viên trẻ casting rất nhiều. Khi nhận kịch bản, tôi ấn tượng với hình ảnh nhân vật cầm chỉ rơi một hàng nước mắt. Tôi thấy đây là phân đoạn khó nên nghĩ mình phải tập luyện. Tôi cứ đứng trước gương khóc thôi, cô kể. Nhật Kim Anh kể khi ra hiện trường, bối cảnh trong phim khiến cô như bị nhân vật nhập hồn. Trong khoảnh khắc đó, giọng ca Lâu Đài Cát sởn da gà và rơi đúng một hàng nước mắt như yêu cầu của đoàn phim. Ngay cả đạo diễn Đào Bá Sơn cũng lại ông tôi và nói, anh không nghĩ rằng có thể làm được điều đó. Đến giờ phút này, mỗi lần có gì ấm ức thì tôi cũng chỉ rơi một dòng lệ, nữ khách mời tiết lộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.